Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở thực hành tới lớp 3. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Rồi, hình tròn. Đây, ví dụ như đây là một cái hình tròn như thế này. Nè. Đó. Hình tròn này. Nè. Rồi còn cái tâm. Tâm là đây, ở giữa. Ở giữa. Ở giữa gọi là cái tâm. Còn cái đường kính là một cái đường từ bên này đi qua bên này, nó đi qua tâm. Cái đường kính là từ một cái đường từ bên này đi qua bên này, nhưng mà nó phải đi qua tâm nha, mới gọi là đường kính. Còn bán kính là một nửa từ đây ra đây được gọi là bán kính. Được. Từ cái tâm này nè, đi ra cái đường ngoài này nè, thì gọi là bán kính. Từ đây ra đây, đây, OA là bán kính, OB là bán kính, OD là bán kính. À, như vậy là chúng ta nắm được hình tròn không? Hình tròn là một cái hình tròn như thế này. Đó. Đó là một cái hình tròn. Tâm là ở giữa cái hình tròn. À, ở giữa. Cách đều nhau nha. Cái tâm này nó cách đều nhau. Cách đều nhau. Và đường kính là một cái đường từ bên này đi qua bên này. Mà nó bắt buộc nó phải đi qua qua tâm. Nhưng mà cái hai cái điểm này nè. Nó cũng phải nằm ở trên cái đường, cái hình tròn này nha. Chứ nó nằm ở ngoài không được. Hoặc là nằm trong không được. Ví dụ như cái này không được. Điểm C này tới đây không được, không được gọi là đường kính, mặc dầu nó có đi qua tâm tâm O, nhưng mà không được gọi là đường kính. Hai cái điểm này phải nằm ở đây nó được gọi là đường kính. Còn bán kính, bán là một nửa của đường kính, là từ đây tới đây là một nửa. À, một nửa từ đây một nửa này không được, không được gọi là bán kính, tại vì cái điểm C này không có nằm trên đường tròn. Bài số 1, đúng thì cái D, sai thì cái khoảng trống. Các bán kính trong hình tròn là OA đúng, OB đúng, OC là sai. À, OC là sai. C nó bắt buộc nó phải nằm ở trên này này, nằm trên cái đường tròn này. Mà bây giờ nó không có nằm trên này, tới đây nó đứng à, vậy là sai. Vậy trong này thì chúng ta có OM, OM nữa cũng không phải. Nè, OM túc hồi này là không phải. ON thì đúng này, ON thì đúng. Như vậy trong này sai hai cái, thứ nhất là OC và OM nó không phải là bán kính. Các bán kính có trong hình tròn là OA đúng, OB, OD, ON. Và cái này đúng này. Độ dài đoạn thẳng OA bằng độ dài đoạn thẳng ON, OA bằng ON đúng. Tại vì tất cả bán kính đều bằng nhau hết. Được. Tất cả cái bán kính nó đã là bán kính thì nó bằng nhau hết. Nè, OA này bằng OD này, bằng OB này, bằng ON. Nghe cái này là đúng nè. OA mà bằng với lại là ON là đúng. CD và ND là đường kính của hình tròn. CD và ND sai. Cái đường kính nó phải đi qua cái tâm tâm O. Cái này mặc dầu nó đi qua tâm O nhưng mà nó lại nó không nằm đây, điểm C nó không nằm đây này. Cũng không được gọi là đường kính. Còn này nó đâu có đi qua tâm đâu. Được. Nên là sai. Độ dài đoạn thẳng OB OB bằng 1/2 độ dài đoạn thẳng AB. 1/2 cái là bằng một nửa của AB đúng. À, OB là bằng một nửa của AB, cái này đúng này. OA bằng OB, OA bằng OB bằng OD. À, đúng, bằng OD, ON luôn. Trong này người ta hòm cho ON chứ bằng ON luôn. Bán kính là bằng nhau. Cái này đúng. Bài số 2. Hãy nêu tên các bán kính có trong hình tròn. Rồi, bán kính là nó xuất phát từ cái điểm điểm O, điểm tâm này đây. Như vậy là OA này. OA
ON OB OM. Rồi. Các đường kính trong hình tròn là AB, MN, AN thì không phải nha. AN nó không có đi qua tâm, cho nên AN không phải nha. Bài số 3. Vẽ hình tròn có câu A, bán kính bằng đoạn AI, tâm là điểm A. Đây, cái này chúng ta lấy căn 3 chúng ta vẽ nha. Đây, đây là căn 3 của thầy. Được, căn 3. Căn 3 này chúng ta sẽ có hai một cái đầu nhọn này thì cái đầu này là cố định. Còn cái đầu này là đầu bút chì thì nó là xoay. Cố định cái này là cái chỗ này là cố định. Cố định thì nó nằm ngay chỗ tâm. Cái chỗ tâm nào, cái nào là tâm thì cái này nó sẽ ngay chỗ cái tâm. Được. À, người ta yêu cầu là vẽ cái bán kính là đoạn AI. Đây, như vậy cái này. Đây là bán kính này. Chúng ta để vào đây. Tâm nó nằm đây. Y là tâm. Là cái bằng sắt này nè. Nó sẽ ngay chỗ đó. Rồi chúng ta xịt vô. Rồi chúng ta đã lấy như vậy rồi thì chúng ta đừng có cầm cái đẩy ra để vô nữa. Đẩy ra để vô nữa thì nó bị sai. À, chúng ta lấy như vậy thì chúng ta cầm tay này. Hoặc chúng ta cầm một cái tay này thôi. Rồi. Chứ đừng có cầm đẩy ra để vô như vậy là nó sẽ bị sai cái bán kính. À, nó sẽ tí xíu nữa mới được. Cái mũi bút chì của thầy nó hơi bự cho nên nó bị lệch tới lệch lui đó. Rồi. Như vậy này đó. Được chưa? Rồi bắt đầu chúng ta tại cái máy quay của thầy nó bị thấp quá. Cái cầm ba này nó dài quá cho nên nó không có quay hết. Chúng ta sẽ cầm cái đầu này nè. Cầm đầu này ta xoay ha, ta xoay. Nhưng mà ta đè cái đầu này ha, đè cái đầu này xuống, còn cái đầu này chúng ta hở 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 lên để cho nó xoay. Cái đầu này ta đè cái này, ta đè cái này nhưng mà chúng ta sẽ nhỉnh nó lên, nhỉnh nó lên để cái này nó đè xuống, còn cái này nó hơi hơi, hơi lỏng lỏng, cái đầu bên này hơi lỏng lỏng thì chúng ta mới xoay được. Rồi. Đây là xoay này. Cái này nó vướng cái máy quay của thầy quay không được luôn. Cái này mà không vướng máy quay thầy quay một cái một thôi chứ không có còn xoay tới xoay lui nó rối. Nó vướng. Rồi. Nó hơi mờ mờ á. Đó như vậy thì chúng ta sẽ có cái bán kính là AI, bán kính là AI. Như vậy là chúng ta xong. Câu B, bán kính là OM là bằng 20 mm. Rồi chúng ta lấy một trước tiên chúng ta sẽ lấy một cái điểm tâm. Cái tâm ở đây. Tâm ở đây. Bán kính là OM. Như vậy là O đây. Và bán kính là OM thì bằng 20 cm. 20 cm ta đổi ra được là 2 cm, tại vì cây thước này thì chúng ta sẽ đổi ra cm là bằng đây, hoặc chúng ta để ở đây cũng được. Đây là 2 cm đây. Được. Như vậy chúng ta sẽ có được là cái bán kính OM. Chúng ta kẻ lại nên nó giống cái AI á. Rồi chúng ta làm cũng tương tự như vậy. Được. Tương tự như cái bài này. Đây, chúng ta có để đây. Thầy xịt qua này tí ha. Thầy vướng cái máy quay. Đây. Như vậy là chưa được. Nói rồi chút xíu. Rồi. Nó làm y chang như cái nãy. Chúng ta nới ra. Làm sao cho nó cái bán kính nó vừa vừa với lại cái độ rộng của cái camera này. Rồi chúng ta xoay. À, như vậy là chúng ta đã xoay xong. Ra hình cầu nó hơi mờ mờ tí.
Rồi tiếp theo, người ta yêu cầu gì đây? Vẽ đường kính CD để có hai đường vuông góc. Cái này người ta họ cho bán kính nha, chứ còn nhiều khi người ta họ cho đường kính. Đường kính chúng ta phải chia đâu ra? Đó, đây là người ta bán kính. Chứ người ta họ cho chẳng hạn như là đường kính OM là bằng chẳng hạn như là 20, 20 thì hơi bé. Chẳng hạn cho 40, 40 thì chúng ta phải vẽ cái bán kính nè, chúng ta chia đâu cái này ra. Đó, chú ý ngay chỗ này. Rồi vẽ cái đường kính CD để có hai góc vuông. Như vậy hai góc vuông này chúng ta đây, chúng ta vẽ đây. Đó là đường kính C đây, D đây. Đó. Là hai góc vuông, đây một góc bên này, một góc bên này, nó là hai góc vuông. Ừ, cái này chúng ta đổ cái này ra ha. Mới nãy thầy có nói nhưng mà thầy chưa ghi như đổ ra được là 2 cm. Như vậy chúng ta vẽ cái bán kính là 2 cm, bán kính này nó là 2 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy, thì có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.